Hello everybody, welcome to our short video lesson, and today let's talk about the word change. All right, so change has a lot of meanings, but today let's talk about a few meanings of the word change. Well, change is a verb, means to exchange one thing to another thing, or to make different, or to become different. Okay, so let's talk. I will give you some examples. Chẳng là trong video này, chúng ta sẽ học về change. Okay, change. Change means change. Okay. Và trong video này, chúng ta sẽ học về bài anh ta nói để chúng ta phải chia chậm. Rõ thế này. Alright. Chứ change means chỉ kể sắp mình thấy thả bắt đầu. Okay. Bắt đầu vài mùi rồi. Okay. Bắt đầu pin này từ nụ. Đầu pin nụ từ này. Okay. Bắt đầu. Okay. Bắt đầu được bắt đầu. Rồi mới có thua ai copy mòn, ok, thua ai copy mòn. Nhưng mà người ta họ class mẹ này đọc nhé. Người ta họ thả, she's just changed her job recently. She has just changed her job recently. Mình này thả niên tư tái, bàn phạp đầu ca nghe thamay thamay đăng, ok. Thamay đăng niên tư tái, tư tái phạp đầu ca nghe. Chẳng phí môn có thua receptionist. Receptionist cứ accountant she has just changed her job recently. Okay, nhưng tiếp tại phạm đồ khả nghe thamay nặng. Okay, recently cứ thamay nặng. Okay, another example, let's say I'm going to change my hairstyle this coming weekend. Alright, I'm going to change my hairstyle this coming weekend. Mình nói thật, khuyên nâng đồ mốt sọ rồi bỏ khuyên nâng trong sắp đá khám mục này. Ok, this coming weekend, mình nói thật trong sắp đá khám mục nâng. Mà đào khám mục nâng, thì tiết đó đấy, bỏ màn ngày tiết nâng. This coming weekend, ok, I change my hairstyle. Hairstyle cứ mốt sọ này chứ. Lấy nhưng mốt sọ chân ạ. Rồi khởi còn thua bạc mà đông. Rồi mới còn thua anh chết, thua anh cho mà đông. Ok. Alright, so I'm going to change my hairstyle this coming weekend. Just example, ok. Yes. Ủa cho mọi tiết dừng ai miền nhảy bạc đấy. Cứ she's always like that. She's always like that. Mình này thằng niếng tay nền chân. Ok, niếng tay nền chân. Ok, she's always like that. You cannot change her. You can't change her. Nếu mà ai lập đầu niềng bán này, niềng ai đầu niềng bán này, ok? No one can change her. Ông miền Nam này ai lập đầu niềng bán này, niềng tài chẳng, ok? Niềng tài chẳng. She's just, she's always like that. Niềng tài này chẳng, ok? No one can change her. Ông miền Nam này ai lập đầu niềng bán này. Rồi you cannot change her. Nếu mà ai lập đầu niềng bán này, giống như phải change không lại cái này chứ. Bất là change có mình chỉ niếm cô bạn đấy chỉ nào nữa nè mình thà prap ok lôi up lôi để dương ao từ kế hay kì up dương mà vĩnh up lôi mà vĩnh nữa anh ấy kêu change được nè ông bà là dương nhâm cà phê ở pi đô la chất pram pi la la yeah hay dương ao kì bay đô la đó rồi đó rồi mùi của pram đô la đó chẳng kì up bao nhiêu đô la mà vĩnh anh ấy lôi up nó kêu kêu change yeah. Okay, nhưng anh chỉ là here's your change, here's your change. Ní lùi áp rồi bỏ nè. Okay, here's your change. Ní lùi áp rồi nè. Xong chưa? Okay, giờ quên cho. Alright, so these are some meanings of the word change. Okay, like I mentioned it in the beginning of the video, there are a lot of meanings of the word change. But in this video, I just give you a few meanings. Alright, so I hope you understand and you can use it in a different situation, and you can use it in everyday conversations. All right, so I will see you in the next video.